chúng tôi tiếp tục một hành trình ha. Bây giờ là đang trên đoạn đường đi đi tới thung lũng vàng. Thung lũng vàng, chúng tôi đi thung lũng vàng đây. Bây giờ tôi đang ở trên đường đi thung lũng vàng nha. Và bây giờ chúng tôi đang quay ở dưới đây. Đấy, bên cạnh rất là đẹp. Lên toàn rừng núi không? Thank you.
trên đường đi thung lũng Vàng ở Đà Lạt nha các bạn. Hai bên hông là hai bên đường là cây và rừng cây không ạ. Trên con đường đi thung lũng Vàng hai bên là một rừng cây. Thank you.
có cổng chào đó. Thấy nó không cho vô kìa. Đi tầm tới đó hỏi. Đi tây đi bên kia. Chú vô cầm này đếm chút. Vô cầm này được không? Đi được mua vé đâu. Mà xe Honda đi được đúng à, không? Được, vào một cái để gửi xe. Mà thấy xe lúc đấy ô tô thì nó vòng quay lại rồi. Vô đó bao xa nữa nhỉ? Đi hơn một cái số rồi mới tới điểm. Dạ. Được, tới luôn. Chúng tôi dừng lại mua vé. Từ nào giờ đi thấy có vẻ sạch sẽ đúng không? Hai bên là một rừng cây mà rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Đã ghê, giống như bên nước ngoài luôn á. Ý hệt bên nước ngoài luôn. Bấm cái nút trên nó, bấm cái cái thôi anh, bấm hai cái rồi là được quay YouTube đi không, quay trực tiếp luôn, quay trực tiếp này YouTube đâu đó đó trời nữa đó đấy cũng màu đen sao mà nhìn mát. Tôi đang quay trực tiếp nha. Con đường rất là đẹp. Thank you.
xe đâu nữa. Mình đã tới nơi và bây giờ mình đi gọi xe máy xong sau đó là mình đi quay mấy cảnh này. Sơ đồ chỉ dẫn tham quan du lịch thung lũng vàng. Ở đằng xa xa mình thấy hình như nó có con sông. Buổi sáng trời còn vắng. Coi bản đồ muốn đi hướng nào, coi bản đồ. Đây có cái bảng chỉ dẫn hướng này. Này, khu chơi giải trí là phía bên đây. Khu chơi giải trí bên đây. Mình quay bằng hai máy. Một máy quay phim và máy điện thoại. Điện thoại đang trực tiếp. Yên tĩnh ha, quá yên tĩnh. Lên thác rồi. Đi lên xem đường này trước đi. Lên thác rồi. Đều lên thác rồi. Thác chính luôn. Đây là bảng chỉ dẫn là lối lên thác. Bảng giá chụp hình cưỡi ngựa 10.000 đồng một kiểu. Đây xe ngựa đây. Thung lũng vàng. Đeo kiếm vào. Kêu lên trên này có thác không?
từ trên đây quay xuống dưới. Bác dùng cái ba lô chút anh, nặng quá. Đang quay á. Ai cười quay nhau. Cái đó làm trực tiếp á. Đẹp quá ha. Đi lên đường này đi. Đường này trước đi, đường này trước đi. Ừ, xong vác ba lô vào cho đẹp. Để máy quay đây thì từ từ. Chưa nha. Rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Cái phong cảnh cực kỳ đẹp. Lần đầu tiên mình thấy. Cực kỳ đẹp. Quá đẹp luôn. Đẹp thiệt á. Trời, các cặp cô dâu chú rể đem lên cây quay thì thôi tuyệt vời luôn. Chào các ai. Thì giống người Mỹ quá ha. Rồi tiếp này. Đi. Này giống lên thiên đàng quá. Cứ lên từ từ lên cao quá trời luôn. Đứng đây quay lên trên. Ngó xuống dưới, quay xuống dưới chút coi. Quá dữ luôn. Lên tiếp. Ở đây là thung lũng vàng ở Đà Lạt nha các bạn. Cảnh này quay cho cô dâu chú rể thì quá đẹp luôn. Quay ngang qua đây. Cây cối đẹp. Ánh sáng mặt trời. Đấy. Ở đây có hai ngõ rẽ. Mình chọn ngõ nào đây? Thôi mình đàn ông, mình con trai, mình đi ngõ bên tay trái nha. Trai tay trái, gái tay phải. Đây, mình đi hướng này. Đẹp quá. Đúng giống như một thiên đường. Đẹp lắm. Mình đang quay bằng máy quay phim nữa nè. Rồi có gì mình sẽ gọi lên sau. Bây giờ thì mình tạm thời quay trực tiếp cho các bạn coi qua hình ảnh tạm thời nha. Mệt quá. Đi lên cao mệt quá.
mình đi qua cầu. Nước đẹp quá, giống một thiên đường, đẹp ghê luôn. Thiên đường. Mình đang quay trực tiếp nha các bạn. Lại cái cầu nữa. Bây giờ mình sẽ đi tới thác nước nha. Mình đi chung với em Hoàng. Đó, em đang đi ở phía trước. Em dẫn đường. Chúa ơi, đẹp quá trời. Lần đầu tiên mình đến một nơi không thể tả được. Quá đẹp đi. Khu trung tâm nhà hàng bãi xe 2. Ở đằng tít xa xa là cái thác nước. Đẹp quá. Các bạn lên đây là không có hối tiếc đâu. Đi lên thung lũng vàng, các bạn sẽ được chiêm ngắm những hình ảnh đẹp, cái thiên nhiên, tự nhiên. Ô, rễ cây, rễ cây. Đẹp quá. Thác nước. Trời, tí té. Đẹp quá. Không nghe rồi. Cần dùng cái điện thoại đây, đang quay nha. Thôi quay nha. Quay nhìn. Cao quá. Ơi nè, lên được rồi.
quá đẹp không các bạn. Nước đang chảy này. Wow, sung sướng vô cùng. Wow, trời hơi đẹp quá, không thể diễn tả được cảnh đẹp của thiên nhiên. Các bạn thấy không, từ trên cao ở trên thác mình quay xuống dưới, mình zoom bằng máy này cho các bạn coi nha. Đó, zoom này, zoom này. Cái máy điện thoại mình không có zoom được nhiều nên mình không có zoom. Thôi bây giờ mình trực tiếp điện thoại mình ngừng ngang nha. Tại vì mình có hai tay mình không cầm hết được. Tắt dùng cái điện thoại thì tắt dùng. Giờ mình đi xuống dưới đây. Mình đi xuống dưới, đi ngang qua cầu. Hòn đá à, dưới đây quay lên đẹp em ơi, đẹp quá trời. Mới rồi dưới đẹp hơn trên nè. Nếu dùng cái khăn nâu thì nâu tiếng. Mình quay từ dưới đi lên trên đầu thác nước. Bây giờ mình zoom lại.
bây giờ mấy người đi lên cái nhà sàn trên Dung Lại rồi. Đi quay cho đi nhanh lên nè đi. Quay bắt đầu từ đi đó nha, đang đi đó, đang quay luôn đó. Bây giờ em Hoàng đang đi lên cái nhà sàn bên kia. Dân mà đây là cái bàn tay. Mình sẽ quay xung quanh từ cái khu thác nước này, quay màn ảnh góc. Mình sẽ bước xuống đây, mình đi ra một cái sàn này, không biết đi được không. Được, mình quay từ trên quay xuống. Ở dưới đằng xa xa kia có một cái con đường đấy, các bạn có thấy chiếc xe đang chạy không? Đó, có một chiếc xe đang chạy đấy. Đi lên trên kia nữa coi. Bây giờ mình lại đi tiếp, đi sâu vô từ cái nhà sàn này nha. Đó, mình đi tiếp. Đó, mình đi vô trong nữa coi. Nó là cái gì? Ở bên hông nó là một cái. Trên cao quay xuống. Đây là cái gì? Nối xuống khu trung tâm bãi xe 2.
đó là đi xuống bãi xe thôi, không có gì cả. Chắc cũng chả cần. Mình đi lên đây coi ha, coi trên đây có cái gì mới không. Đi vòng đây coi. Dốc cao quá. Dốc cao quá nên rất thở luôn á. Cao quá. Nữa không? Cao lắm. Còn ở trên cao lắm mà lên được lên nữa không? Thôi, không lên nữa đâu. Mệt quá. Mưa. Có hột mưa này. Qua ghế ngồi nghỉ chút đi. Hả? Anh bánh uống nước được rồi.
cái gì, cái kia là gì, không đốt nữa, không mắc võng. Đứng ở thác không? Đây đẹp à? Ở đây. Cái này cái gì? Để vệ sinh, để vệ sinh. Đẹp hết trời luôn, ngồi ở đây. Hầu như cái thôn Đống Bàng này cảnh nào cũng đẹp hết. Đi bò sẽ được chia ra đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như một rừng hoa luôn. Hoa đẹp quá. Cái này nó có cái hồ này, minh hồ gì nè. Chỗ nào cũng đặt cái ghế đẹp quá. Ở đây có ba hòn đá. Hồ kia là hồ gì ta? Có tên không? Nó có cái bảng. Mà đi qua đó được luôn á. Đi. Đi đi.
cái đoạn đường này đi xuống dưới cầu. Bây giờ mình quay cho các bạn coi, đẹp lắm đấy, đẹp không? Đẹp, đẹp. Chụp hình ấy, nãy giờ không chụp hình. Đi dậy tới thứ tư. Chụp dậy nhớ tên chị. Đây là cái cầu treo, mình chuẩn bị đi qua cái cầu treo nha. Đấy. Đây dưới cái tháp. Hoàng nó đi từ trên xuống. Đứng lên cái xe thích như thế. Mời đi chụp nhé. Con kia nó mở quá. Anh đưa thẳng vào lên tàu nhé bạn. Con chim kia nó mượn chết rồi. Con chim kia nó mượn nó phát vậy. Đúng rồi. Viết. Tao bắt lên anh. Đó. Không bắt cho mà làm. Đây. Cầu lên, cầu lên. Đi dưới hả? Lên trên này. Đi lên đây đi.
Nhưng ra đi. Vô đây ngồi đi, đứng đi. Đẹp lắm á, cảnh đẹp quá trời. Yeah.
đi qua bên kia. Đi xuống đó, cái cầu kia kìa. Ừ. Đi qua bên đó. Đi qua bên đó, thấy không? Ừ. Để đi xuống. Đi trước đi, đi trước dẫn đường. Đây là thung lũng vàng Đà Nọc. Đó lại lấy đi. Đi nó đưa đi đưa vô. Xuống ghế đằng kia, dòng đi xuống dưới đây. Chào. Hai. Đâu, về đi chưa chứ mày? Mày về sớm vậy? Không biết đấy, mà chiều làm bún rồi. Không bao giờ bỏ được. Nhất là thích con. Kia nó thu tiền đằng kia kìa. Thu tiền có một chỗ thôi chứ thu tiền gì hai ba chỗ nha. Nói này chụp hình nó đi. Ừ.
đi đi dòng này đây đi. Okay. Tới đó mình phải nói là mình thu tiền nơi thôi chứ thu tiền gì hai ba lơi vậy. Chụp hình đi. Thung lũng. Chấp sao? Hoa đứng nữa. Hai đứa, hai đứa, hai đứa, hai đứa, hai đứa. Ờ, chụp, chụp hai đứa dưới cái cảnh chị. Dưới cái cảnh. Thôi, bé đây. Ờ, cứ đứng thế được, chị chụp. Đây là thung lũng vàng Đà Lạt. Đi được cái đề này đi ghê. Đẹp quá. Đây, cảnh này. Đứng trên đây lấy từ xuống có nước nè. Đứng đây chụp này xuống dưới có nước. Đừng xuống dưới nó không thấy. Để sao xuống dưới thì sao? Thấy không? Thấy để chụp này hết ý luôn, đẹp lắm. Thấy không? Từ cái chòi này mình quay ra cái sông này là núi. Đây là thung lũng vàng ở Đà Lạt. Mình đang quay từ một cái ngôi chòi, cái chòi
Đây mình sẽ quay vô đấy cái chòi đây. Các bạn thấy cái chòi đây. Đấy. Mình sẽ quay lại cho các bạn coi, đẹp quá phải không? Bây giờ mình sẽ zoom gần lại nhé. Từ cái chòi này. Chà, báo hết pin rồi. Để mình thay pin đã. Giờ mình lại tiếp tục quay. Tiếp tục quay từ cái khúc mà hết pin. Đấy, mình sẽ zoom lại xa cho các bạn coi từ đằng xa. Ở đây là thung lũng vàng ở Đà Lạt. Mình dùng được nữa, dùng tới luôn. Đấy. Giờ mình quay qua cái khúc cảnh này ở đằng xa xa kia nhé. Đó, mình zoom lại. Đó, có người ở bên đó luôn nè. Kìa, từ đằng xa xa người ta đi qua tới bên kia luôn nè, mà mình ở đây mình không thấy gì hết. Đó. Ồ, ta cắm trại bên đó luôn kìa. Có dù nữa kìa. Mấy người nhìn nè, đằng kia hình như có xe hơi ấy gì đằng xa xa kìa, mà sao xe hơi vô đây được, để thử cái nha. Mình zoom thử nha. Đây nè, đó đúng xe hơi nè, thấy à. Đây này, đây này, đây này, đây này, đây này, có xe này, xe vô được tới đây ta, vô ta. Bên kia kìa. Ừ. Có phải đây là bên kia không có? Bên kia đang đi. Thôi được rồi, hết rồi. Thì mình đi tiếp. Thì mình sẽ đi ra. Đi từ cái cầm tròi này và đi ra ngoài. Đi lên đường này cho sạch nè. Kia bà đó. Đi một đường nữa phải không? Rồi đi luôn. Nhiều lắm, khu này rộng lắm. Đi sao cho hết. Không có đâu, còn nhiều cái có đi mới biết cảnh đẹp của nó. Đi nó nhiều thôi chứ cái gì cái vòng quanh cái gì đâu. Đó đi hết đi một vòng bự chà bá nữa.
lên dốc. Đây người ta cũng đang ngồi nhậu. Chụp chỗ nào dễ dễ rồi đi, chụp chỗ nào nó khó. Nối vào hồ vàng, đạp vịt, cà phê, cam, thức ăn nhanh. Chúng tôi hãy tiếp tục. Cái vườn thang la này hồi nãy đi ngang lên giờ mình đang đi xuống. Nhà hàng Thu Nhũ Vàng. Nhà hàng Thu Nhũ Vàng. Đây.
Bây giờ chúng tôi đang trên đường trở về. Bây giờ chúng ta đi ra, ta đi về. Đi qua một cái cầu treo. Trên thung lũng vàng này cũng có nhà vệ sinh rất là lịch sự đấy, người ta xây ở dưới một cái đống đất này. Đó thì nhà vệ sinh rất là ok. Đấy, mình quay thử cho các bạn coi, cũng có đèn điện ha. Đấy, rất là lịch sự. Có đèn sáng đấy, được thế, rất là tiện lợi. Đi, giờ chúng tôi đang trên đường về. Đi qua những cái hòn gạch này, những hòn gạch này giống như trong phim á, nó dồi lên dồi xuống như trong phim vậy á, nhìn nó cũng hay. Đó, cũng còn là nước. Chắc cũng sâu đấy, chứ phải chơi đâu. Cái nước gọi là hồ bà. Đấy, chúng tôi đã đi qua một cái đoạn sông. Bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi.
Mệt không? Có thấy mệt không? Hả? Em mình đi đêm nữa thì về chứ. Ra ngoài cổng rồi. Mình đi ra ngoài. Mà thấy rồi. Bây giờ người ta đến rất là đông. Các xe du lịch chở người đấy nhiều quá. Đấy. Xe theo kiểu đi tour á. Đấy, quá trời luôn. Người ta họ tuần đi tour. Bây giờ Hoàng chạy đi lấy xe và chúng tôi bắt đầu đi về. Coi như là hôm nay chúng tôi đi thung lũng Đà Lạt đã hoàn tất. Rồi bây giờ là chúng tôi chuẩn bị đi về. Ở đây có một cái bảng ghi là dịch vụ chuyển khách tham quan thung lũng vàng Đà Lạt, bảng giá 250.000 một chuyến, 6 khách. Đấy. Còn bên này là cái bảng điểm giữ xe máy, cà phê, giải khát. Đi vô đây. Ngay chỗ cái gì đây? Nhà máy cấp nước Đà Lạt. Công trình hợp tác Việt Nam. Gì đó. Xong. Chào tạm biệt các bạn nhé. Xin hẹn gặp lại những chuyến đi sau. Mọi người xem video này nhớ bấm subscribe để biết không đúng rằng